chào mọi người nhá. Hôm nay siêu phẩm Romeo, hôm nay em sẽ quay riêng từng con một cho mọi người nhá. Yếm mới mõm sợ không? Con này là yếm dài đây này. Được cái đấy. Được siêu to khổng lồ này. Tai ke đét đàn này thì bảo hành luôn tai ke. Thứ túc hoa mai luôn đấy nhá. Nhìn kỹ mà sang sân bẩn. Thứ túc hoa mai đấy. Đây, tiếp theo một bạn đực nữa, yếm đen xì. Con này mõm nhìn mọi người thấy phê không? Đầu thủ mõm hộp mặt vuông chưa? Lúc nãy thì cho mọi người xem thần kinh. Ngực này. Mặt vuông chữ điển, ngực nở. Ngực nở vòng cung. Dòng Romeo nó rất là vuông chó. Đúng không? Người rất là kiểu tròn này, đầm chó lắm. Vòng cong như là đi tổ ngựa. Tiếp theo một bạn đực, độ cho ngồi xuống để cho nhìn thấy cái ngực. Ngồi xuống. Đấy, bạn này có một chấm trắng nhá. Con này nó cứ lôi chát lôi trôi ấy. Đây chấm trắng này để ra cho mọi người nhìn đấy, cho anh dễ phân biệt đấy. Đây cái đánh số nhá, con này là con số 3 nhá. Mọi người thích con nào thì cứ liên hệ cho bên em. Tứ túc hoa mai thạch sùng cuốn cổ đây. Đây. Bốn chân trắng nhá. Bốn chân trắng này, hàng này cực hiếm nhá. Hàng này cực hiếm đây này. Tài lộc chứ đùa. Hôm trước các anh có một con tranh nhau 4 số 9 mà bao nhiêu người hỏi. Sợ chưa? Đỏ âu luôn, ngực to rồi đấy. Tiếp theo một bạn đực có yếm nhá. Yếm này, đẹp chưa? Quả mõm này. To chưa? Mà đàn này gầm đen nhỉ? Đen kiểu như kẻ như vẽ như đổ mực ấy. Đây, mọi người nhìn này, quấn người chưa? Đỏ âu luôn. Sợ chưa? Nghịch ngực à? Đây xem này. Siêu to khổng lồ luôn đấy. Đấy. Rồi, không nhớ là con thứ mấy rồi. Đôi 4 5, con thứ 6 nhá. Con này được cái đây rồi. Mặt đen kít luôn nè. Cho ngồi xuống, cho nhìn thấy cái gầm. Đây một con cái. Cái này thì như đổ mực đây này. Có một chút yếm này. Ngực to chưa? Có một chân trắng ở ngực. Nhưng cái nhìn độ. Cứ ngẩng mặt lên nhìn chứ sợ chưa? Nhìn lưng sau này. Rồi, ok, cho vào đi. Đúng là cái có khác. Ôi, cái đây. Đây một bạn cái nữa. Con bé rôm nọ. Rồi. Như hệt nhỉ? Màu lông ấy. Mắt kiểu mắt xanh. Anh em như nhau luôn, cùng bố đâu mẹ. Cùng bố mà. Cùng bố mà. Khác mẹ thôi. Con được hôm trước bọn em vừa cho ra đấy. Đây, đây mới là siêu phẩm tứ túc mai hoa này. Yếm trắng luôn này. To chưa? Kít luôn. Gấu chưa? Nhìn này siêu to khổng lồ như là gấu luôn. Ngực to phết nhỉ? Đúng không? Ngực nở đấy, đực đấy anh ạ. Ôi, mõm này. Nhìn quả mõm này. Mõm này, không vừa tay luôn. Sợ chưa? Quá là chắc quá. Con cho lên đi. Thôi bắn. Đây, em cái này gầm đen xì luôn. Độ cho nó ngồi lên. Đây, để tôi giữ cho. Đây, xem lên đây cho mọi người xem rõ luôn nhá. Đây, đây. Yếm trắng này, to đúng chưa? Đuôi lúc nào cũng ngoáy. Ngực quấn hoa là quấn ngực luôn đúng không? Ngực nở chưa? Nhìn quả mõm này. Tay không ôm được luôn. Ngực to chưa? Sợ không? Được chưa? Ngực dài chưa? Rồi, ok. Đây nha mọi người, em test thần kinh video chung rồi đấy. Đây, cho đây cho mọi người xem này. Nhốn hết cả nháo lên rồi. Ghê chưa? Dòng Romeo thì dòng thơm thì thần kinh như là một người yên tâm luôn. Cái mảng màu khung vọng đầy đủ cả đàn này là hiệu tổ tất cả các yếu tố mà anh chị thích luôn nhá. Nói chung là rất là nhiều sự lựa chọn nhá. Rất là nhiều. Rồi, ok. Chào mọi người.